Chào tất cả anh chị và các bạn đã đến chương trình của Shoptool. Trong video trước mình đã giới thiệu một bộ combo Makita sử dụng pin 12V Niken, hay là điện Nhật sử dụng để sạc 100V. Theo yêu cầu của một khách thì mình sẽ review test cái máy này bằng mũi khoan tường 8 ly. Mũi này thì mũi thị trường thôi, mũi cùi bắp, nhưng mà mình sẽ test thử coi là anh chị có thể sử dụng bất kỳ cái mũi này được hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Đây là cái tường nha, nói chung là chán cũng rất là cứng á. Lý do là cái máy này nó không có chế độ búa cho nên nó khoan vô rất là chậm, nhưng mà lực khoan thì vẫn ok đó. Lúc cán nguyên cái khúc luôn thì khả năng khoan là của máy này là có. Lý do mà khoan chậm là nó không có chế độ búa, nhưng mà khoan tường được, mình sử dụng gia đình rất là ok. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video 90 phút này. Xin chào và hẹn gặp lại.